em muốn cắt ngắn đi xong rồi sẽ cụ. Em muốn cắt ngắn tầm này. Vâng. Tình trạng tóc hiện tại của em ấy thì anh khuyên em là em nên để dài đi. Tóc em đã tẩy rồi. Mà tóc tẩy rồi thì không uốn được đâu. Không uốn mà cắt ngắn tầm này xong nó đơ lắm, nó cười lắm. Vâng. Tóc như này thì anh nghĩ là anh để độ dài tối đa cho em tầm này. Xong cắt tỉa hai bên và nó vẫn ôm mặt được mà. Với chất tóc của em, chất tóc dầu này. Với chất tóc như này ấy, thì cắt layer rất đẹp. Cắt cái mái rồi uống nhẹ cái mái được. Về phần trên này của em tóc nó khỏe. Ok thì anh sửa lại form cắt cho em nhé. Tóc này của em ấy, thì về nhà chỉ có em dưỡng lại một thời gian nhé. Vâng. Để cắt dần phần tóc tẩy đi. Sau đấy nó khỏe lại thì sau này uống xong. Vâng. Của em xong rồi đấy. Ok rồi anh ạ.